Hello anh em, hôm nay vô tình đi chơi bắt gặp được hai chiếc xe rất là dễ thương, rất là mini, rất là phong cách. Hôm nay mình xin review, mình sẽ hỏi chủ xe xin review lại hai chiếc xe cho anh em coi nhé, theo mình nhé. Chào anh. Anh hôm nay em vô tình em thấy mình có dựng hai chiếc xe rất là dễ thương thì em xin phép hỏi anh một số chuyện được không ạ? Mọi người ơi, xe nè mọi người. Rồi. Anh em thấy xe này cũng đẹp quá anh, xe này ở đâu mình có vậy anh? Đây là xe Việt Nam mình không có. Nên mình chơi xe kho về. Xe kho là sao anh? Xe kho là mình order bên Nhật. Bên Nhật hả? Cái rồi xe mình này... về Campuchia rồi mình mới về đây. À, có nghĩa là xe này là mình order từ nước ngoài về. Đúng rồi. Còn anh, xe này ở Việt Nam mình chắc không có nhiều đâu anh ha? Đúng rồi bạn. Cái xe này là mình hiểu gì anh? Jog Aprio bạn. Jog Aprio hả? Của Yamaha mình. À, xe hiệu lạ quá. Một cái chi phí, nếu mà chiếc xe này mình chi phí mình order về đây gì mình bao nhiêu tiền anh? Tầm 1.000 tới 1.500 tùy xe tình trạng nó có đẹp hay không. Nhưng mà cái xe này là 1.500 là nó được như vậy hay là sao anh, hay là nó sao? Mình phải về dọn lại xe này, mình dọn lại rồi. À, dọn lại là anh dọn lại là sao anh? À, mình có lên bô mâm cái bô, cho hỏi cái bô là sao anh? Là bô này của mình, của order nước ngoài. À, là bao nhiêu tiền anh? Là tầm nếu đồ mới là từ 6 triệu tới 7 triệu á. À, rồi cái gì nữa anh giờ có thể cái chi tiết những món đồ anh lên cho em coi được không? Là bô mâm đồng hồ cao công tắc domino. Cái đồng hồ là bao nhiêu tiền anh? Cái đồng hồ này tầm nếu đồ mới giờ khoảng 2,5 triệu. 2,5 triệu mà à. Giờ chắc hết hàng rồi, không có hàng. À, rồi rồi cùng công tắc domino. Cùng công tắc domino rồi tay hắn CGG. À, rồi cùng công tắc domino. Công tắc domino cùng ga hạt ti. Mấy cái đồ này mình ở đây mình là Việt Nam mình có hàng không anh? Có. À. Anh em về nhập về có bán đầy có đủ. Có bán đầy đủ hả? Đúng rồi. Rồi cái màu sơn là đúng của nó hay sao anh? Không, màu sơn mình sơn lại. Sơn lại hả? À. Giờ lên mình lên phuộc nữa. À, phuộc. GGS. Phuộc GGS ha anh. Đúng rồi, của Đài Loan. Đài Loan ha. Đài Loan chơi xe này nhiều. Là cái phuộc này bao nhiêu tiền anh? Tầm 3 triệu mấy. Ồ, tính ra cái xe mình mà bao nhiêu liệt kê nãy giờ cũng hơi nhiều rồi đó ha. Nếu dọn mà tâm huyết luôn á là không nhiêu tiền là đủ hết. À. Cái này mình dọn sơ sơ thôi. Anh có cái động lực nào mà anh dọn xe thấy đam mê với anh? Ừ, tại xe cốc nó nhỏ, nó dễ thương. À. Hiện tại là nó anh sở hữu bao nhiêu chiếc xe này anh? Nếu tầm này có 2 chiếc thôi. 2 chiếc. Là chiếc kế bên là của anh luôn hả? Đúng luôn rồi. À, chiếc kế bên. Vậy anh cảm phiền cho em hỏi chiếc kế bên được không anh? Kế bên là của Honda mình. Honda. Leo ZX. Chiếc này thì bao nhiêu tiền anh? Xe này cũng tầm khoảng 1.000. 1.000 đô là từ nước ngoài order vậy luôn. Đúng rồi. À. Xe này thì anh có vô đồ chơi gì không anh? Không, xe này nguyên bản mình chỉ sơn lại thôi. À, sơn lại. Đúng rồi, gì xấu quá. Anh có thể nổ máy cho em coi chiếc này thử được không anh? Đỡ bán. À, xe này là nó kiểu hai thì hả anh? Đúng rồi. Xe này lạ. Anh có thể nào cho em mượn chạy thử vòng được không anh? Được bạn. Dạ dạ. Thôi mà chạy sợ bạn ghiền mình chơi vòng này nữa. Ok chết ok luôn bạn. Ủa qua đây quay lên. Rồi khén.
kháng kháng đi. Nhẹ anh. Trời ơi, tôi sợ bạn chạy hồi bạn ghiền chính vô vòng này nó mà anh luôn á. Trời chắc chắn ghiền rồi. Thử xe luôn, đi theo luôn. Ờ anh có thế nào cho em thử xe luôn anh. Được. Ok anh, ok. Xe này không bằng xe này. Xe này đâu có chăm chút nhiều đâu, còn xe này tôi chăm chút nhiều hơn. Nhà xe này ý là sao cái vòng này anh cho em hỏi hỏi thăm xíu này. Mình nghe. Ý sao cái vòng này không có hot mà sao anh vẫn chơi cái vòng loại Dio này? À là nó một phân khúc á, về tốc độ á với là đồ nó dễ chơi thằng này, thằng áp vô này đồ nó hiếm hơn thằng ZX. À thằng ZX đó về đồ này nó cũng nhiều à, đồ chơi nó nhiều. Anh cho bạn mình chạy thử vòng rồi đó đó đó, anh rồi thử với bạn, bạn thử theo đi bạn. Sao anh? Xe này có bán luôn anh? Của anh xe này mình dọn chơi hay là mình 50 hay là mình mua bán anh? Mình dọn 50 thôi bạn ơi. À. Có nghĩa là mua bán thì nhìn xe nó không được vậy đâu. À. Em tưởng xe này mua bán chứ. Mà có bán, giờ xe này mình đang chán mình đang có bán. Xe đen này có bán anh? Đúng rồi, sườn lắc zin luôn. Anh bán bao nhiêu tiền anh? 40 triệu. Chiếc xe đen này 40 triệu. Đúng rồi. À. Là chính chủ luôn anh. Đúng rồi, chính chủ sườn lắc zin. Anh vậy là chiếc xe đen anh có bán anh? Có bạn. Chiếc xe tím anh có bán không anh? Xe tím không, xe tím là tâm huyết của mình. Có xe đen mình đang chán nè. Là nó má nó dở hay sao anh? Không phải, cái mẫu đó mình không thích nhiều lắm. À không thích là nhiều. Lúc mua là lúc hứng không có nhiều nên mua về dọn chơi thôi. À vậy anh có thể cho em coi cà vạt được không anh? Được. À cảm ơn anh. Thì gói xíu. Ôi xe nhiều quá anh. Tùm lum tùm la hết trơn đó. Rồi. Ồ anh nói anh không có bán xe mà sao cà phê anh nhiều vậy? Trời mình chơi xe mà, à. Mình 50 mà bạn. Ồ xe số đẹp quá, 00234. Xe này quá đẹp. Đây bạn ơi. Không sao đâu. Đây là cà phê xe màu đen của chiếc ZX. Đây là cà phê nha mọi người. Xe này thì anh chủ xe, anh đang kêu bán với giá là 4. Xem xe đâu anh? Mình xem xe quận 11 phường 5 nha bạn. Quận 11 phường 5. Là xe này hiện tại anh chủ xe đang kêu bán với giá là 40 triệu. Xe màu đen ZX số loại 50 mọi người. Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm the kid.